giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng FPT Play. Bình FC với thủ thành mang áo số 23 Duy Dũng, còn đây sẽ là đội hình ra sân của Long An với thủ thành mang áo số 68 Trường Long. Và như vậy tiếng còi để bắt đầu trận đấu của ông Vũ Văn Việt đã được vang lên. Những cầu thủ Hòa Bình vẫn có thể giải quyết được tình hình khá êm đẹp. Đây là anh Tú lên bóng dành cho Hòa Bình. Vẫn là anh Tú. Và chủ yếu tấn công hợp lý của anh Tú sang là cánh trái. Ngọc Tài. Và đi bóng không thành công của Ngọc Tài. Hồng Phúc. Tình huống bật nhả rất nhịp nhàng của Bình FC. Nhưng đáng tiếc thì huống đưa bóng vào lại không thành công. Tiếc là quãng thời gian phát triển của Long Nhật lại không được như kỳ vọng. Tình huống lấy bóng tốt tới từ Thành Công. Phản công dành cho thủ Long An. Thành Công đưa bóng vào. Dứt điểm, rất nguy hiểm. Đó là cú sút đầu tiên mà Long An tung ra về phía thành của Duy Dũng. Tình huống Thành Công đã áp sát và lấy bóng rất hay. Và sau đó đường truyền của cầu thủ mang áo số 31 cũng là thuận lợi cho Thành Phong. Đường truyền tốt vừa rồi là của Trường Long. Trọng Hóa rất chính xác. Lên bóng dành cho Long An. Đây là Văn Quý. Muốn đưa bóng vào quá sâu của Văn Quý. Ngọc Tài cũng là một cầu thủ còn rất trẻ, năm nay mới 20 tuổi thôi. Một tình huống sai lầm tới từ cầu thủ của Hòa Bình, Nguyễn Khánh dứt điểm không vào. Một tình huống phá bóng lên không tốt của Duy Dũng. Và cùng Nguyễn Khánh thì cũng rất nhanh để có thể chớp lấy thời cơ. Thế thì không gian chơi bóng của Hòa Bình là không nhiều. Tiếp tục là những tình huống áp sát nhanh của Long An. Là Thành Công. Thành Công dứt điểm không được. Chuyển sau đó dành cho Long Nhật thì lại quá 50-50. Nhưng cầu thủ nhỏ con Long Nhật đã tranh chấp bóng thành công. Bóng đưa ra cánh của anh Tú. Đây là Thái Học đưa bóng vào. Dứt điểm, rất nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm một chạm tốt của Văn Cường. Một tình huống lên bóng hay của Hòa Bình FC. Quả tạt đầy chất lượng của Thái Học. Và ở bên trong thì Văn Cường có cho mình đủ sự tinh tế. Long Nhật bên trong đang có Văn Cường. Vẫn là Long Nhật. Hồng Phúc. Cái bóng ra ngoài làng cánh trái cho Văn Sơn. Ngọc Tài. Tiếp tục là Văn Sơn. Đưa bóng vào. Anh Tú. Bóng đá bóng vào cột gần chưa thành công của anh Tú nhưng vẫn là cầu thủ Hòa Bình. Tiếp tục là anh Tú. Đưa bóng vào. Đánh đầu không được. Vẫn là cầu thủ Hòa Bình. Không có tình huống hỗ trợ sau pha đỡ bóng của Văn Cường. Tuyến hai. Duy Nam, pha xử lý bất thành của Duy Nam. Anh Tú. Cơ hội để phản công nhanh dành cho Hòa Bình. Nhưng Long Nhật đã quyết định làm chậm nhịp lại. Và sau đó đường truyền về cũng là quá non. Trọng Hóa đường truyền. Cơ hội. Duy Dũng đã băng ra quá hợp lý tình huống này. Anh Tú. Phản công nhanh dành cho Hòa Bình FC. Anh Tú. Đường truyền bị sửa lưng của trung thành. Kinh nghiệm thi đấu của Hồng Phúc cũng là tương đối dày dặn. Lên bóng dành cho Hòa Bình. Văn Cường. Cánh phải đang khá thoáng. Đường truyền dành cho anh Tú. Cơ hội dành cho Hòa Bình. Anh Tú dứt điểm từ xa. Không được. Sẽ chỉ có một quả phạt góc dành cho Hòa Bình FC. Anh Tú đang làm đôi chút chậm nhịp pha tấn công của Hòa Bình FC. Trung thành. Đầm bóng an toàn. Cơ hội vẫn còn dành cho Hòa Bình FC. Long Nhật. Phát bóng lên không tốt, dứt điểm ngay. Cú dứt điểm thiếu chính xác của Ngô Hoàng Anh. Tình huống phát động tấn công dành cho pha băng lên của anh Tú. Nhưng Trường Long đã băng ra rất kịp thời, bóng vẫn còn dành cho Hòa Bình. Anh Tú đưa bóng vào. Không được. Vẫn đang là cầu thủ Hòa Bình, Long Nhật. Hoàng Anh. Vẫn là Hoàng Anh. Đưa bóng vào. Cơ hội. Không thể dứt điểm. Và như vậy hiệp 2 trận đấu giữa Hòa Bình FC và Long An đã được bắt đầu. Thanh Phong. Bóng được đưa ra cánh dành cho Hoàng Anh. Vẫn là Hoàng Anh.
Tiếp tục là Thanh Phong, cơ hội cho Long An. Thanh Phong dứt điểm, công vào. Số 77 bên phía Long An ngày hôm nay chưa có nhiều cơ hội để dứt điểm. Và vừa rồi là pha bóng mà Thanh Phong đã xử lý khá ổn để đưa bóng ra chân trái. Hoàng Anh. Và cơ bóng tốt của anh Tú, lên bóng dành cho Hòa Bình. Văn Cương đối đầu với Minh Thuận. Văn Cương qua người rồi, bên trong là của anh Tú đưa bóng vào. Tình huống đảo chân rất nuột của Văn Cường để đánh bại được Minh Thuận. Và qua người tốt, tốc độ của Hoàng Anh. Thanh Phong, vẫn là Thanh Phong, dứt điểm từ xa. Ném biên dành cho Hòa Bình. Hồng Phúc đưa bóng vào. Đánh đầu, không vào. Không có lỗi của cao thủ Hòa Bình. Đường truyền của Trung Thành vẫn là quá vội vàng. Long Nhật. Văn Sơn đã không tiếp được tiến hai. Và đây là phản công nhanh dành cho Long An. Thanh Phong. Bên trên đang có Hoàng Anh. Đường truyền dành cho Hoàng Anh. Bóng tới với vị trí của Hoàng Anh. Đường vào. Rất nguy hiểm. Vào. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Thủ thành Duy Dũng đã có phần đứng sai vị trí khi anh đoán rằng đây sẽ là một tình huống mà Hoàng Anh sẽ đưa bóng vào bên trong. Nhưng số 17 đã tạo ra một sự bất ngờ rất lớn với pha dứt điểm ngay. Gia Bảo. Tuyến 2. Dứt điểm từ xa. Vẫn là cao thủ Hòa Bình. Văn Sơn đưa bóng vào. Chưa thể có tình huống chạm bóng của Văn Cường. Tiếp tục là cơ hội lên bóng dành cho Hòa Bình. Anh Tú. Thái Học. Tập tác giả tốt của Thái Học. Tiếp tục là anh Tú. Anh Tú. Tuyến 2. Hồng Phúc dứt điểm. Bóng đi vào xa ngang rồi. Ở thời điểm này sẽ là thời điểm mà Long An cần tới sự kinh nghiệm của Tài Lộc để có thể bảo đảm được kết quả của mình. Và tranh chấp tốt của Thanh Phong. Vẫn là Thanh Phong. Ngay sau đó thì Hồng Phúc đã cho thấy được khả năng của mình. Triển khai tấn công khá hợp lý của Hòa Bình. Duy Thanh đưa bóng sang cánh trái rất hay. Văn Quyết đẩy bóng quá dài. Hãy cùng xem lại bóng này, một tình huống tỉa bóng rất hay của Duy Thanh. Nhưng pha tiếp bóng của Văn Quyết thì không tương xứng với chất lượng đường truyền tới từ người đồng đội của mình. Năm nay mới 17 tuổi thôi, một lực lượng còn quá trẻ của cao thủ Hòa Bình. Cơ hội và bật cào bất thành tới từ Hồng Phúc. Đánh đầu. Cơ hội dứt điểm. Không được. Và có vẻ như có quả penalty dành cho Hòa Bình. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống quay chậm. Rất khó để xác định với góc máy như thế này. Phút 85. Và cơ hội để Hòa Bình có thể gỡ hòa một đều. Hồng Phúc đối đầu với Trường Long. Một thủ thành không phải là việc quá nhiều cho trận đấu hôm nay. Hồng Phúc dứt điểm vào. Tình huống dứt điểm đầy tự tin của Hồng Phúc. Không có bất cứ một sai lầm nào cả. Số 66 của Hòa Bình đá vào chính giữa khung thành. Hoàng Anh. Vẫn đang là Hoàng Anh. Lợi thế dành cho Long An. Đường truyền của Tài Lộc. Và chuyền bóng hơi khó. Và như vậy là ông Vũ Văn Việt đã thổi còi để kết thúc trận đấu giữa Hòa Bình FC và Long An. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.